Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Alexander Zuzky đã thông báo rút toàn bộ lực lượng khỏi thị trấn Adipka và tập trung phòng thủ ở phòng tuyến phù hợp hơn. Được biết quyết định này được đưa ra để bảo toàn tính mạng và sức khỏe của các binh sĩ sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky ngày 17 tháng 2 đã thông báo trên Facebook rằng binh sĩ Ukraine đã rút khỏi thành phố Adipka. Thông báo trên được đưa ra sau khi tướng Ukraine chỉ huy khu vực Oleksandr Tanavsky trước đó cho hay một số binh sĩ của họ đã bị bắt trong cuộc giao tranh ác liệt tại thành phố tiền tuyến Adipka. Việc rút quân khỏi thành phố chiến lược Adipka là nhằm bảo toàn tính mạng cho binh sĩ trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sitsky nói rằng, căn cứ vào tình hình giao tranh xung quanh Adipka, để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng của các quân nhân, tôi quyết định rút các đơn vị ra khỏi thành phố và chuyển sang phòng thủ ở những khu vực thuận lợi hơn. Tướng Oleksandr Tanapsky cùng ngày cũng đã xác nhận lực lượng này đã rút khỏi Adipka để di chuyển tới các vị trí đã chuẩn bị sẵn Ông Tanavsky khẳng định đây là lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh Nga liên tục dội bom vào thành phố và bắn lượng đạn pháo nhiều gấp 10 lần Ukraine. Ông trước đó cho biết Adipka đang là điểm nóng nhất trên tiền tuyến và lực lượng Ukraine đang chịu sức ép lớn từ lực lượng Nga. Kẻ địch tiến hành các cuộc thảo bom lớn cả ngày lẫn đêm và không ngừng tấn công đồng thời từ nhiều hướng, quan chức này cho hay. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Các tài khoản ủng hộ quân đội Nga trước đó cũng đã công bố video binh sĩ nước này cắm cờ gần biển tên thành phố Adipka vị trí Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đến thăm và chụp ảnh hồi tháng trước. Adipka được coi là thành phố chiến lược, cửa ngõ vào Donetsk ở miền đông Ukraine. Hơn hai tháng qua, Adipka trở thành mục tiêu tấn công ác liệt của Nga. Đây được xem là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm tiến sâu hơn vào thành trì của Ukraine ở miền đông. Cả Nga và Ukraine đều coi việc kiểm soát Adipka mang ý nghĩa tuyên truyền trong bối cảnh xung đột bế tắc. Tuy nhiên, Adipka cũng mang giá trị về mặt quân sự một trong những mục tiêu chính của Nga là kiểm soát hoàn toàn Donetsk và ngăn chặn Ukraine kiểm soát tỉnh này. Điều đó có nghĩa là Nga phải loại bỏ các nhóm kháng cự ở Adipka, đồng thời đào sâu và củng cố các tuyến hậu cần. Về phía Ukraine, từ Adipka, quân đội Kiev có thể đe dọa các tuyến đường sắt ở Donetsk, buộc Nga phải tìm những tuyến đường thay thế, được cho là kém hiệu quả hơn, để vận chuyển binh lính và trang thiết bị đi khắp miền đông Ukraine. Adipka có thể là phép thử quan trọng đầu tiên đối với tổng tư lệnh mới của Ukraine. Đại tá Oleksandr người được Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm vào tuần trước. Ông Shisky sẽ phải quyết định xem có nên thừa nhận thất bại và rút lui hay không, cũng như khi nào phải đưa ra lựa chọn. Nhiều binh lính cho rằng, ông Shisky, người từng dẫn dắt lực lượng mặt đất Ukraine, đã chờ đợi quá lâu khi thực hiện điều tương tự vào năm ngoái ở Bakhmut và thời điểm nó bị bao vây. Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát Adipka trong nhiều tháng. Sự thất thủ của các lực lượng Ukraine ở Adipka sẽ là một chiến thắng mang tính biểu tượng quan trọng đối với Nga trước dịp đánh dấu 2 năm ngày Nga phát động kế hoạch tấn công ở Ukraine kể từ năm 2022 và là chiến thắng về lãnh thổ quan trọng nhất của Moscow kể từ khi giành được thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Giành được Adipka sẽ giúp quân đội Nga mở rộng thêm từ 50 đến 60 km trên tiền tuyến, tạo nên cửa ngõ từ thủ phủ Donetsk đến các thành phố khác như Konstantinovka ở phía Bắc, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Tài khoản External Pilot ủng hộ Ukraine mới đây chia sẻ lên mạng xã hội X hình ảnh chụp bằng máy bay không người lái UAV trinh sát cá mập cho thấy khu vực dường như là bãi phóng UAV của Nga trên tiền tuyến. Trên trận địa có hai mô hình UAV Lancet được chế tạo giống như thật cùng một vật thể không xác định. Tài khoản này cho hay đối phương đã sử dụng UAV Lancet giả như thế này trong nhiều tháng. Việc quân đội Nga xây dựng trận địa UAV Lancet giả trên tiền tuyến nhiều khả năng là chiến thuật mồi nhử để thu hút hỏa lực của Ukraine khiến đối phương lãng phí đạn dược vốn đang ngày càng khan hiếm. Nga và Ukraine trước đó từng nhiều lần sử dụng mô hình xe tăng, máy bay và một số loại khí tài khác với mục đích tương tự. Tuy nhiên, chiến thuật này có thể không mang lại nhiều hiệu quả do cả hai bên đều sở hữu UAV trinh sát được trang bị camera độ phân giải cao, có thể phân biệt rõ đâu là khí tài, binh sĩ thật, bất kể mô hình được chế tạo chi tiết thế nào. External Pilot cảnh báo, dù chúng là mô hình giả, Nga vẫn có thể phóng UAV lan xét thật tại đây nếu cần thiết, nên lực lượng Ukraine không nên bỏ qua khu vực này. Được biết, thời gian gần đây, các đơn vị của quân đội Nga sử dụng tích cực nhiều máy bay không người lái Kamikaze, cảm tử, lan xét trong cuộc xung đột với Ukraine. Điều này buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của loại vũ khí này để đối phó. Theo một tài liệu mới được công bố, Ukraine cho rằng có 6 đặc điểm tạo nên sức mạnh của lan Do thiết bị có kích thước nhỏ và được làm bằng nhựa và sợi carbon, nên nó có bề mặt phản chiếu thiết diện nhỏ, Điều này làm phức tạp nhiệm vụ phát hiện và vô hiệu hóa lan xét của lực lượng phòng không Ukraine. Bên cạnh đó, độ cao bay đáng kể lên tới 5 km và độ ồn thấp nhờ động cơ điện khiến các trạm quan sát trực quan khó phát hiện. Tốc độ cao khi tấn công mục tiêu lên tới 300 km h giờ đã hạn chế nghiêm trọng khả năng phản ứng trước các biện pháp đánh chặn. Việc sử dụng các hệ thống dẫn đường khác nhau như tọa độ, quang điện tử và kết hợp làm phức tạp các biện pháp đối phó bằng thiết bị tác chiến điện tử và tăng độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Việc sử dụng các kênh liên lạc an toàn, thuật toán mã hóa được sử dụng càng làm phức tạp thêm việc đánh chặn bằng thiết bị điện tử. Về hạn chế của Lancet, có vài đặc điểm được xác định. Tốc độ bay thấp từ 80 đến 110 km/h cho phép các biện pháp vô hiệu hóa Lancet bằng vũ khí nhỏ. Việc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh sẽ tạo cơ hội sử dụng tác chiến điện tử để tác động đến các thiết bị điều khiển bằng cách gây nhiễu, nhằm loại bỏ tọa độ tấn công mục tiêu được xác định của chúng. Ngoài ra, việc sử dụng kênh video để hướng dẫn sẽ cho phép sử dụng các máy thu tín hiệu trên mặt đất để chi phối, can thiệp vào hoạt động của chúng. Việc thiếu thiết bị phân tích mục tiêu cho phép sử dụng các mục tiêu giả, ngụy trang để đánh lừa. Máy bay không người lái UAV cảm tử Lancet là một thành công nổi bật của Nga. UAV Lancet nặng 15 kg đã chứng tỏ được khả năng hạ gục một loạt mục tiêu từ xe tăng chiến đấu chủ lực đến máy bay đang đỗ ở vị trí xa. Lancet cũng gây ấn tượng mạnh khi tấn công pháo binh và hệ thống phòng không đối phương. Lancet được phát triển bởi Zala Aero Group, một doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Izhevsk của Nga, nổi tiếng về máy bay không người lái và hệ thống gây nhiễu cho cả mục đích quân sự và dân sự. Zala là công ty con của tập đoàn Kalashnikov, thuộc tập đoàn quốc phòng và công nghệ khổng lồ Rostec của Nga. Lancet lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm quân sự Army năm 2019 là thiết kế máy bay không người lái mới nhất và tiên tiến nhất của Zala. Các UAV được công ty giới thiệu trước đó bao gồm máy bay không người lái trinh sát thiết kế cánh thông thường 421 20 và 42109. Loại nhỏ 42104M, 42108, 42116 được cung cấp cho quân đội và các cơ quan dân sự như Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Vừa qua, Đại tướng James Hacker, tư lệnh không quân Mỹ tại Âu Phi cho biết, Ukraine thực hiện một số hoạt động khá phức tạp để liên tục thu thập thông tin về các vật thể bay thấp. Ông cho hay, quân đội Ukraine triển khai mạng lưới gồm hàng nghìn cảm biến âm thanh trên khắp cả nước để phát hiện và theo dõi máy bay không người lái uav tự sát của nga dựa vào tiếng động do chúng phát ra các cảm biến mà ukraine sử dụng có micro thu và khuếch đại tiếng ồn từ đó xác định vị trí của uav nga dựa vào các hệ thống cảm biến này các đơn vị chuyên trách sẽ gửi cảnh báo tới lực lượng phòng không cùng các tổ săn uav để họ đón lõng và bắn hạ chúng tướng hacker giải thích cảm biến có thể là một chiếc điện thoại trang bị micro để thu tiếng động lớn với uav tự sát đang bay ở trên cao với cách này Ukraine có khoảng 6.000 cảm biến âm thanh trên khắp đất nước để theo dõi UAV cảm từ kiểu xa hoặc những phương tiện tương tự. Lực lượng Ukraine sử dụng dữ liệu do cảm biến âm thanh ghi lại để theo dõi UAV tự sát mà Nga triển khai, sau đó ghép nối lại để xây dựng hình ảnh tổng thể rồi chuyển tới đơn vị trực chiến. Ông Hacker nói, các đơn vị này hạ UAV bằng pháo phòng không, loại vũ khí mà tân binh Ukraine chỉ cần trải qua 6 tiếng huấn luyện. Chưa rõ cách Ukraine bố trí mạng lưới cảm biến âm thanh Biên tập viên Joseph Chervitic của TVKZ nhận định Ukraine có thể xây dựng hệ thống này dựa trên mạng lưới phát hiện UAV với các tình nguyện viên đang cảnh báo qua ứng dụng tin nhắn Telegram. Hồi tháng trước, chia sẻ trên Telegram, Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine cho biết Ukraine hiện đang sử dụng phương tiện nhằm gây nhiễu máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Nga. Ông Fedorov cho biết hệ thống ID counter FPV do các thành viên của chương trình nghiên cứu Break 1 của Ukraine phát triển. Ukraine triển khai tổ hợp này như nỗ lực trong việc đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ quân sự. Hệ thống AD Counter FPV có khả năng chặn tần số vô tuyến cho máy bay không người lái FPV của Nga trong vòng chưa đầy một giây. Theo ông Fedorov, hệ thống này nặng gần 3 kg và có thể lắp đặt trên các phương tiện quân sự. Quan chức Ukraine cho hay, hệ thống này tạo ra tiếng ồn trắng trong giải tần số vô tuyến từ 850 đến 940 MHz khiến máy bay không người lái FPV mất liên lạc với người điều khiển và trở nên không thể kiểm soát được. Bán kính hoạt động của hệ thống từ 250 m ngay cả khi khoảng cách giữa máy bay không người lái và người điều khiển UAV là 3.000 m Hệ thống có thể hoạt động ngay lập tức sau khi bật, không quá 0,5 giây. Quân đội Ukraine đã tích cực sử dụng hệ thống này và cho rằng đây là một thiết bị không thể thiếu trong hoạt động chiến đấu. Máy bay không người lái đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kiev đã tăng cường sản xuất UAV trong nước và sử dụng UAV do phương Tây cung cấp để nhắm vào các mục tiêu của Nga. Theo Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, Ukraine đã mất khoảng 10.000 UAV mỗi tháng, bao gồm cả UAV cảm tử và UAV trinh sát. Ông Fedorov cho rằng Ukraine khó có thể cạnh tranh với Nga về số lượng UAV vì Moscow có nhiều kinh phí để phát triển và sản xuất UAV trong nước hơn. Bên cạnh việc tăng cường sản xuất UAV trong nước, Nga còn sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái Sahed của Iran trong các cuộc không kích vào Ukraine